đứng thứ nhất, số gì thứ nhì, còn mày đứng ở hạng ba. Lại mày là con đàn bà thì ai đam nhà mày, nó sẽ nhận thằng nào làm cha. Bỏ vợ bỏ con mày đi bú lon fan, còn sự đã làm cha mày thử được nghĩ xem. Gần chân có cậy ở bên Mỹ thằng ai đam nhà mày có thêm một thằng em trai là thằng Mỹ đen. Yeah, tao ghi từ nay mày nên đổi cái tên mày từ Mỹ Rizzo thành bảo MTP. Mày đi SK để kiếm phép đi chợ thua nên chạy mặt chui vào trong group Shiba Abibi. Cháy nhà, lòi ra mặt chuột, dừng cháy, báo chạy ra đường, rách đấm, báo chạy vào phường. Về Mỹ phản động bình thường. Ở Việt Nam thì mày ngoan như cún về Mỹ chửi đảng cộng. Mày nên đổi tên là Việt Tân New, ai có biết báo phản động? Nghe mày rap cắt như mấy con đàn bà đang bị sờ vào chỗ đứng. Gọi